Đây là cái chị viêm gan cấp dạng thấp đây ha. Chị ơi. Biến dạng quang queo với cả chân và tay rồi. Bây giờ tôi thiệt của gì của chị là tôi cố gắng sửa được cái dạy cái nấy nha. Nhưng mà tôi đã nói chuyện qua rồi, giờ không nói nữa. Chị hiểu rồi. Ha, bây giờ hiện nay là không có sưng, không có gì phải không? Rồi đứng xuống đi. Rồi, giơ hai tay lên. Giơ được bao nhiêu thì bấy nhiêu. Được tới đó thôi. Là cứng rồi phải không? Rồi, ok. Đưa tay đây. Ráng nha, tôi sửa rồi sao nha. Chị ơi, cho hỏi luôn là hai cái ngón chân mà nó quèo quèo và là... Là khớp luôn chị. Khớp nó vậy? Là khớp sau này nó biến chứng đó chị. Tất cả vậy, chân cũng vậy, tay cũng vậy. Viêm đâu có dạng thấp, nó gọi là cái ngón tay chân mình giống như cái cành liễu rủ vậy. Gió nó thổi vậy đó. Nó làm cho cái xuôi cái tay vậy đó. Thì đó là cái dấu hiệu đặc trưng của viêm đâu có dạng thấp. À, cứng nè, cứng ha. Cứng, ok. Mệt, mệt xuống, mệt. Đau không? Đau. Rồi, được rồi, chị tốt rồi. Cứng hết, tốt cứng hết. Rồi, vào đây. Khớp xương, các khớp xương cứng hết. Đây rồi, xếp vô vậy. Tội lắm. À. À, được rồi. Để vô ha. Rồi, tốt rồi, nằm lên. Nằm ngửa đi. Rồi, nhấc cái mông lên. Nhấc mông được không? Cải thiện viêm đa khớp giảm thấp với y mau mạch. Các kỹ thuật đề nghị cho những người thường bị nhức các khớp, sưng các khớp đối xứng, đau nhức khớp ngón tay, cổ tay, khớp ngón chân, cổ chân, cứng khớp vào buổi sáng, đau khi thời tiết thay đổi. Hớp không khí, uống nước chia ly, ép chân, bỏ đói cơ thể, chườm gan, chườm các khớp, dùng lá lốt. Kinh nghiệm dùng lá lốt với chứng viêm đa khớp giảm thấp. Nhổ 3 cây lá lốt, nguyên cả rễ, thân, lá, rửa sạch, đem đun với 2 lít nước trong khoảng 20 phút, cho vào bình thủy hoặc bình giữ nhiệt, dùng uống hàng ngày thay nước thường. Lưu ý, nước lá lốt có tác dụng tốt hơn khi uống ấm, vì vậy cho nước vào bình thủy hoặc các loại bình giữ nhiệt để giữ nước luôn ấm. Hốp đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khoa học theo điện thoại Sài Gòn
0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652. 0326811258.